Ôi, bà cô có dàn xấu nó dài kìa. Dạ. Đấy, không ai xa lạ. 7.000 đó nha các bạn, 7.000 hai cầu. Cắt khói rồi kìa. Tăng sớ tắc 2. Đồng này là đồng K12 Tân Hồng Đồng Tháp. Sớ tắc 2 nha các bạn, 7.000 DT luôn đó. Nguyên bản hai cầu. Hai cầu nguyên bản. Bánh này lên rồi. Bánh sau lên. Thích mấy con lên bánh á. Nhìn quá đã. À, bắt đầu chìm ngưỡng cầu trước nè. À, cái này không phải mình thích không mà nhiều bạn thích lắm. Cái cầu trước lúc mà chạy bùn chạy nước nè. Vàng này vàng 2 mét mấy mà dài dữ vậy trời. Còn nó be kìa. Bà cô có dàn xấu nó dài kìa, dàn này chắc 2.5 mét quá. Khiếp không? Nó lên bánh lớn giá cái dàn vậy nó chạy mới sướng. Này chắc 2.5 mét rồi. Trời ơi, bên đó còn một cậu nữa kìa, không biết mấy ngàn cũng lên bánh sau luôn. Dữ dằn dện. À, đồng này người ta sớ chuẩn bị xạ nha các bạn, chứ không phải là hai vụ như mấy đồng kia. Đồng này ba vụ. Có chỗ để xạ rồi hết rồi. Còn cái vạc bên này thì đang chờ sớ tắc 2 cũng khá nhiều. Thả chưa? Đó. Chơi cái vàng má lớn mà chơi cái vàng vậy mới đã. Ngàn này Tân Hồng Đồng Tháp quá nhiều các bạn. Bên mình nó bên 6.000 không à. Qua đây 7.000 không gài là quay ra cũng cỡ 5-6 con rồi đó. Mà toàn là hai cầu không à. Một cầu ít lắm, một cầu được có 1-2 con. Con 7.000 này hôm trước mình quay được con một cầu á. Nhìn nó có chút xíu à. Do một cầu thì cái bánh nó ngắn. Bánh nó ngắn bằng cái cabo à, bằng mặt cabo à. Hai cầu rồi thì cái bánh lớn nó chồm qua tới lần trước nó dài hơn cái cabo. Cho nên nhìn nó dài, nó bự mái lên. Đây là nhìn gần cái dàn sớ nó mới dữ nữa. Nó dài thật lượt luôn. Bánh này không biết của ai. Ghe móc cái nè, đầu búa. Thường là chuộng xài Nguyễn Đỉnh. Trong nhà nông thì ít gặp.
Bên đó con bên đó như 7.000 một cầu. Chạy trần vượt với hai cầu. Thường một cầu với hai cầu ở trên lệch với nhau khoảng 200 mấy ký à. Rồi còn đó gần như 7.000 nữa đó, 7.000 nữa chưa, 7.000 một cầu. Nó hơi mờ mờ này là do khói nha các bạn. Khói sương như giống khói. Do cánh trên ở trên kia đốt đồng chứ. Đồng trên. Đã không, hai cầu nó chạy mấy cái đất như vậy nè. Đất nước nè. Ngang này thì cái mã lực chính xác của nó là 78 mã lực nha các bạn. Máy 4.000 là máy 4.0 á, 4.000cc. Mấy cái dòng chẳng ngàn của Vota đời cũ rồi nè, hình như con mình ông 4.000 là ông 6 máy à. Cho nên khó xài, khó xài bởi đa số là người ta đấu đầu thấp máy hết trơn. Như 5.000, 5.500 thì có đấu đầu, mà từ 6.000 trở lên là không có đấu đầu. Nhưng từ 6.000 trở lên là vừa xài à. Ồ, gít 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 đó, suốt chạy cua gò quá. Như không phải, bị lỏng cái gì ngoài dàn đầu á, không phải sức Google. Nghe kêu ngoài trước á, chứ không phải là cái kiểu sức dây.
Nhìn gì là cái thêm cái dàn sớ nó dài, nhìn máy quá bự rồi. Đằng gòi rồi đó. À, cái phần của con 2.000 này chạy gì là gòi nè. 7.000 chưa gòi. Chỉ là 7.000 một cầu chưa gòi. Còn 2 cầu này thì gòi rồi đó. Bình nó luôn.